tôi vừa mở mắt tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là cô. Người chăm sóc tôi cũng là cô. Cảm giác giống như mình bị rớt xuống nước mà chụp được cái phao vậy. Nhưng đối với tôi, cô là người duy nhất mà tôi quen biết. Nếu không đi cùng cô thì tôi cũng không biết mình phải đi đâu nữa. Anh đã nợ tôi cái hôm đầu tiên. Một ngày nào đó anh phải trả lại cho tôi.